Ngày 14 tháng 3, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị, trong đó đã nhất trí hợp tác chặt chẽ để thực thi các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên, do nước này tiến hành vụ thử hạt nhân hồi tháng 1 và phóng tên lửa tầm xa mang theo vệ tinh hồi tháng 2 vừa qua. Phát biểu với báo giới sau cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Kishida khẳng định hai bên đã nhất trí hợp tác chặt chẽ để thực thi một cách nghiêm túc các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên. Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin Tổng thống nước này Park Geun-hye tuyên bố sẽ gây áp lực lên Triều Tiên để buộc nước này phải từ bỏ chương trình hạt nhân. Bà Park Geun-hye nêu rõ, Seoul sẽ đối phó một cách cứng rắn và mạnh mẽ với Triều Tiên cho đến khi Triều Tiên phải đi theo con đường tiến tới việc phi hạt nhân hóa.